Hello everybody, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Mỹ Vân Canada. Các bạn biết không, ngày hôm nay quay một cái video để làm vườn, để hái trái cây. Thực sự ra Mỹ Vân đắn đo dữ lắm, tại vì là muốn làm sao mang đến những cái video mà trong các bạn cảm thấy interesting khi các bạn xem, là nghĩa là vừa xem trái cây nè, vừa xem cuộc sống Canada hàng ngày nó diễn ra những cái điều gì, và vừa xem cô Mỹ Vân này hôm nay cô ăn mặc như thế nào. Khó khăn lắm các bạn, vì cái những cái trái apple này nó vô cùng đẹp rồi một cái vườn garden nó màu xanh như thế này nó rất đẹp. Mình phải chọn cái áo nào đó, cái quần nào đó mà nhìn nó phải đẹp hơn trái apple mới chịu ạ. Cho nên hôm nay Mỹ Vân chọn một cái áo gọi là bảy sắc cầu vồng, các bạn thấy ok không? Cái Mỹ Vân là như vậy, cả lúc nào cũng muốn là làm một cái gì đó vui vui, một cái gì đó đẹp đẹp để mang đến cho các bạn những cái điều thú vị khi các bạn xem cái video của Mỹ Vân. Quay trở lại với các bạn ngày hôm nay thì các bạn thấy là trong vườn nhà Mỹ Vân có rất nhiều trái apple, trái kiwi, cherry and trái nho. Nhưng những trái nho thì đã thu hoạch trước đây 2 tháng rồi, và trái cherry thì bắt đầu là vào mùa summer là tháng 7 đã có thu hoạch. Cái trái cây nó không có chín at the same time, có nghĩa là nó không có cùng nhau, cho nên là mình không có quay được cùng một lúc. Thì ngày hôm nay Mỹ Vân quay lại cho các bạn xem cái trái táo này. Mỹ Vân trồng được 4 năm và mỗi một năm nó đã ra thu hoạch cho mình. Và các bạn nhìn thấy không? Đó, apple này cũng dễ trồng lắm các bạn, chỉ việc bỏ xuống và hàng mỗi một vào mùa xuân á, thì khoảng bắt đầu là hồi tháng 4 trở đi thì mình tưới phân trở xuống cho nó và mình tưới nước. Rồi đến tháng 8, tháng 9 á, là bắt đầu có thu hoạch trái cây rồi. Và trái kiwi cũng vậy các bạn, kiwi cũng rất nhiều à. Các bạn xem nha, đây là trái kiwi này. Đó, kiwi đầy luôn một cái vườn, các bạn thấy không? Đây, Mỹ Vân quay sang đây cho các bạn xem nha, kiwi nhiều lắm. Maybe cái chỗ này nó không nhìn thấy rõ. Đó, các bạn nhìn thấy không? Trái kiwi nè. Đó, kiwi quá trời kiwi luôn. Cái trái kiwi này Mỹ Vân cũng trồng khoảng được 4 năm. Kiwi ở Vancouver, Canada cũng dễ trồng lắm các bạn. Nhưng mà nếu khi các bạn trồng á, các bạn trồng về một cây đực, một cây cái nó kế bên nhau. Đó, các bạn thấy không? Ở ngoài cái chợ, ngoài siêu thị họ bán là 99 cent một trái, là khoảng gần 1 đồng, cộng thuế và là 1 đồng một trái. Wow, ước tính ra thì nhà Mỹ Vân trên này nó phải là cả ngàn đồng tiền kiwi. Đây là trái cây kiwi đầu mùa năm nay Mỹ Vân thu hoạch được. Đó, thì các bạn nhìn này. Cái gốc cây kiwi nó cũng không bự lắm đâu các bạn. Mỹ Vân trồng hai, một cây đực một cây cái nó kế bên nhau. Các bạn nhìn thấy apple này, nó chín nó rụng quá trời luôn dưới đất. Cho nên hôm nay Mỹ Vân phải cắt nó vào trong nhà. Trái này nó cũng bị con chim nó ăn. Rụng nhiều xuống vườn lắm rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy nhiều không? Nhiều quá thì mình chỉ có cắt rồi mình cắt nhỏ, mình cho vào ngăn đá đó để mình sang sinh tố mình uống thôi. Chứ cũng không biết làm phải làm sao. Cây nó nhỏ lắm nhưng mà nó rất nhiều trái. Ở phía trên cao thì cũng có nhiều lắm, nó rụng nhiều xuống dưới đất cũng lắm rồi.
lẽ chắc là mình phải leo lên để mình hái thôi. Con chó này quậy quá, con chó này hư quá. And up, 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 you see? A lot. Yes. Rất là nhiều trái kiwi. Các bạn thấy không? Nhiều vô cùng luôn. Big, big, big. Ok, mấy bạn phải hái nó xuống này. Oh, one. Yeah, trái này cũng được luôn rồi. Ok, here. Ok. Ok, wow, quá trời luôn à. Bị con chim ăn rồi các bạn. The bird eat. Năm nay ngộ lắm nha. Một nửa cái cây á tìm cái táo màu khác, còn một nửa cái cây thì cái táo màu khác. So sweet các bạn. Mình phải ăn thử cái trái cây mà con chim nó ăn á. Chắc chắn là nó sẽ rất ngọt. Đúng là trái cây trong vườn nhà ngọt vô cùng các bạn, ngọt lắm. Khi mà mình thu hoạch xong, mình sẽ vào mình cắt nhỏ, mình để trong tủ lạnh, để mỗi một buổi sáng mình bỏ ra mình làm smoothie và làm sinh tố mình uống. Very good.
nhiều lắm, lúc mới đầu mùa nó đầy luôn trên cái cây. Bà Mỹ Vân bận quá không có hái được xuống ấy. Nó rơi hết xuống vườn, rồi chim nó ăn nữa. Hôm nay được trời nắng nè, nên là phải đi hái luôn bà. Trồng cây này không có khó các bạn. Kiwi này cũng chưa có ăn được các bạn, nhưng mà mình cứ thử cái trái đi ha. Các bạn nhìn thấy không, trái kiwi này trái kiwi này nó rõ không? Đó, kiwi cũng dễ trồng lắm các bạn. Mình mua một cây male, một cây female, mình put together. Đó, và một cây đực, một cây cái. Khi nào cái trái nó ngả vàng hơn một chút nữa thì có nghĩa mình mới ăn được. Bây giờ ăn cũng được rồi. Hôm nay thôi mình hái táo thôi. Các bạn nhìn quá trời luôn. Mình lại đi sang một cái cây táo khác các bạn. Vân cũng thu hoạch được những cái bông hoa tím ở trong vườn nhà. Cây này cũng trồng, cũng dễ trồng lắm các bạn. Không biết gọi là hoa gì nhưng mà bỏ 1-2-3 cây thôi, xong rồi nó cái phấn hoa hay là cái hạt của hoa đó nó bay xuống, nó ra quá trời luôn à. Đó, các bạn thấy không? Thì là hôm nay mình thu hoạch được bông hoa nè, mình thu hoạch được apple nè. Để cho các bạn xem. Đó là cái vườn của nhà Mỹ Vân ngày hôm nay. Cây trồng được vui lắm các bạn. Mình mua ngoài chợ thì thấy nó bình thường, nhưng mà với nhà mình thì mình hái từng trái một thương dễ sợ luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của Mỹ Vân. Nếu các bạn thấy hay, các bạn thấy thú vị, các bạn bấm share hay là subscribe theo dõi cái kênh cho Mỹ Vân nhé. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều. Have a good day everybody.